Thực hiện đề án số 02 ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án. Xây dựng kế hoạch thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Tuyến đường dài trên 200 mét dẫn ra vùng sản xuất của thôn Tát Kẻ, xã Khâu Tình, rất nhỏ và hẹp. Mỗi khi trời mưa, trơn trượt, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con. Trước thực trạng đó, hơn 30 cán bộ công chức thuộc khối đảng, đoàn thể của huyện Na Hàng, cùng với bà con nhân dân thôn Tát Kẻ đã tổ chức lao động, san lấp, phát dọn và mở rộng tuyến đường dẫn ra cánh đồng của thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sinh hoạt, sản xuất. Đây là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nhằm củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, chia sẻ, đồng cảm, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, như phong trào Na Hàng chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch giảm nghèo bền vững, kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân ở cơ sở. Thôn chúng tôi hôm nay tổ chức làm phát dọn đường, làm nền đường cho cái đoạn 200 mét đường bê tông sắp tới. Thì có các bác lãnh đạo huyện ủy vào thực hiện cái chương trình ba cùng cùng nhân dân. Cái đường này là đường vào khu sản xuất rất quan trọng với nhân dân. Nên là hôm nay được các bác lãnh đạo lên làm cùng là mang cái ý nghĩa rất là thiết thực với nhân dân và cũng là nguồn động viên lớn đối với nhân dân trong thôn. Hình ảnh cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động lao động với nhân dân tại cơ sở vào những ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần đã trở nên quen thuộc với người dân ở cơ sở. Thời gian qua, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã phối hợp với Đảng ủy xã Đà Vị tổ chức lao động cùng với nhân dân tại các thôn bản trong xã, làm những công việc cụ thể như vận chuyển, lắp cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn, giúp đỡ các hộ gia đình làm nhà, sửa nhà theo đề án xóa nhà tạm, dột nát, vệ sinh môi trường, trồng cây. Trong những buổi lao động với nhân dân ở cơ sở, các chi bộ đã huy động được đông đủ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện tham gia tích cực, tạo không khí sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. Đảng viên trong đảng bộ ấy cũng rất là hân hoan và được về với cơ sở, được tham gia vào các hoạt động của cơ sở. Thì qua đấy là vừa là thực hiện được cái chức trách nhiệm vụ, cũng đồng thời là về với cơ sở để tìm hiểu cũng như là được nắm bắt tình hình tại cơ sở. Và qua đó thì cũng thấy rằng là bà con nhân dân cũng rất là vui và rất là hân hoan khi mà được các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như là đảng ủy xã cùng làm với nhân dân tại cơ sở. Thì tôi thấy rằng là cái đề án là rất có ý nghĩa. Còn đây là hình ảnh cán bộ đảng viên, công chức viên chức Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với chính quyền xã Thượng Nông và bà con trong thôn
thực hiện công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời cho bà con các dân tộc thôn Bắc Củng, một thôn khó khăn của xã Thượng Nông. Sau một thời gian xây dựng, công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2023. Công trình có chiều dài 1,2 km, được đầu tư 40 cột điện, 40 bóng điện, dây điện và bộ cảm biến hẹn giờ tự động bật tắt. Tổng giá trị công trình hơn 150 triệu đồng. Công trình thắp sáng đường quê tại thôn Bắc Củng khi đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương trong việc đi lại, sinh hoạt, lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, từ đó góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Để cụ thể hóa đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hàng đã ban hành các kế hoạch về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở, đồng thời chỉ đạo các chi đảng bộ, các cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức triển khai tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Thông qua các hoạt động ba cùng với nhân dân, các cấp ủy đảng đã kịp thời nắm tình hình cơ sở, thực hiện tốt việc lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ khi triển khai thực hiện đề án số 02 thì chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã được nâng lên, nội dung phương thức hoạt động đã được đổi mới, sâu sát, phù hợp với địa phương, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội đã được nâng cao và tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức đã được nâng lên, và đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã phát động được nhiều phong trào thi đua, tổ chức được nhiều hoạt động với nhân dân tại cơ sở, từ đó đã tạo niềm tin của nhân dân đối với tổ chức, và nhân dân thì tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện tại địa phương. Qua 2 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 221 lượt các chi đảng bộ cơ sở với hơn 3.500 lượt cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tổ chức hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Từ hiệu quả hoạt động của các phong trào đã thu hút tập hợp được hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, động viên nhân dân đóng góp gần 6.000 ngày công lao động, làm 4 nhà văn hóa thôn bản, bê tông hóa gần 2 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa 9 km kênh mương nội đồng, đóng góp trên 120 triệu đồng tiền mặt và vận động 50 hộ dân tự nguyện hiến gần 5.000 m2 đất làm đường bê tông nông thôn. Hiệu quả của các cuộc vận động, công tác phong trào đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Để tiếp tục thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tiếp theo, Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi thực hiện đề án, thì sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và tập trung thực hiện tốt các nội dung. Trước hết là tiếp tục phổ biến quán triệt sâu sắc đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên, đoàn viên tham gia, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Có thể nói, sau 2 năm thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đem lại nhiều kết quả tích cực ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thể hiện rõ trong công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân, tích cực tham gia góp ý, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Những kết quả nổi bật qua 2 năm thực hiện đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, mật thiết giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang với nhân dân. Từ đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.